Thì hãy nhớ đón xem cái kênh của mình sẽ phát sóng về cái con máy này xới đất ở ngoài đồng ruộng cho mọi người cùng xem. Đó. Con này rất là độc lạ nha. Cái vòng xới là ở phía giữa của cái máy thôi. Đó. Rất là độc. Ở xưởng cơ sở Nam Bon mình thì cũng có chế các loại chứa màn ảnh. Đây là những cái dàn đắp bờ nha mọi người. Đắp bờ. Xin chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình đến với ấp Phú Mỹ Hạ, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì trước màn ảnh của các bạn đây là một cái xưởng cơ khí của cơ sở Nam Bon. Đó, chuyên chế dàn xới cải tiến, gia công bào băng, chọt băng, gảnh bu ly, làm cốt đùi các loại luôn nha mọi người. Thì mình sẽ đi vào trong xưởng và khám phá cái trong xưởng những cái dòng máy hiện đại cho mọi người cùng tham khảo. Là phía bên trong của xưởng mà mấy anh công nhân đang làm mọi người. Cỡ trên 25 công nhân. Thì cái xưởng này rất là lớn nha. Có đầy đủ các loại máy móc hiện đại. Ở xưởng cơ sở Nam Bon mình thì cũng có chế các loại chứa màn ảnh. Đây là những cái dàn đắp bờ nha mọi người. Đắp bờ. Đây là cái khung sườn của xe cải tiến bánh xích, xe kéo lúa. Đang trong quá trình mà hoàn chỉnh nha mọi người, bắt đầu làm cái khung sườn. Đây có cả chế những cái con máy xới tay đây nè. Còn đây là cái chỗ mà để mà hoàn chỉnh cái con máy xới bánh xích. Cái này là chắc là chắc 5 ly nha mọi người, khá là lớn. Thì mình nhờ cái ông chú để mà giới thiệu những cái dòng máy của cơ sở Nam Bon nha mọi người. Đây là cái máy gì chị chú? Máy chọt băng ha. Tự chọt. Dạ, đó từ mình lập trình nó là anh tự chọt. Rồi máy chọt băng. Rồi đi tiếp tục. Bây giờ tiếp theo nha mọi người. Đây là cái máy bào băng trên chi hả chú? Máy điện sinh chi, nó móc từ ổ đạn giờ này làm cốt luôn. Móc mà cái làm ổ đạn đó ha. Ổ đạn rồi làm cốt luôn. Móc ổ đạn với làm cốt. Làm 100%. Máy gì chú? Máy phay làm lóc. Máy phay làm lóc ha. Đây là cái bộ điều khiển mà mình thử đó ra. Rồi bây giờ thì mình vào trong có đây là một cái loại máy rất là hiện đại nữa nha mọi người. Đây là máy cắt sinh chi. Máy cắt sinh chi. Hiện đại luôn. Tự nó làm. Cái đầu này là hình như là con nghe nói là mình lập trình sẵn là nó sẽ tự cắt phải không chú? Con nghe nói là như là mình lập trình là nó sẽ tự cắt phải không? Tự cắt, không ai coi luôn. Dạ. Cái này là bằng USB á. Đây là cái cổng USB. Cổng USB. Còn ở chỗ này là ba cái đồ để mà hình vẽ hình như thế này rồi nó sẽ cắt thêm như thế này. Đi ra này luôn. Cái này là không cần ai coi cho nha mọi người. Đây là lập trình sẵn rồi bỏ đi thôi. Cắt từ 30 ly. Cắt từ 30 ly ha. Cũng là dày á. Dày, độ dày 30 ly. Dạ. Cắt sẵn rồi chỉ là nhân viên là lấy thôi nha mọi người. Cái này gió với điện thôi chứ không có gió, gì khác. Gió chạy gió hơn của mình thôi chứ không phải là gió mua. Dạ. Có chế các loại máy phan đường nước luôn nha mọi người, tành tạch á, nói chung là chế tành tạch phan đường nước và chặt đất luôn á. Cái này là phan đường nước, phan cục heo nè. Sâu xuống 3 tấc. Chiều sâu 3 tấc luôn. Mà đặc biệt ở đây là có cái con máy này rất là độc lạ luôn. Trước màn ảnh này là cái con này là
mình khẳng định là bà con là chưa ai biết, chưa ai thấy, nhưng mà trong vòng cả nước này chưa có luôn. Dạ. Mới chế cái đầu tiên, tại là chế cái đầu tiên luôn á. Dạ. Nghe mọi người, tại vì tôi đi ra tới này Hà Nội luôn mà. Dạ chưa có là chú ơi, chú ơi, cái đầu này là cái đầu gì? 70 đầu máy cắt 70 mình hả gì? Ừ, máy cắt 70 đây, đầu máy cắt 70 đây, hàng vậy nó có chục bô luôn đây. Chục bô. Cái con này thì mình sẽ quay tham khảo cho mọi người cùng xem. Con này thì hiện giờ đang gắn bánh lồng, mà bên trong cái này là hình như là cái đít là cái đít của máy cày, đúng không? Hộp số máy cày, hộp số của máy cày. Ồ, đây nha mọi người, thì cái con này cái đầu đít của nó là không phân biệt được. Cái này là cái máy nằm chiều này, nhưng mà cái anh tài xế anh ngồi để anh lấy hướng này. Đúng hả? Dạ. Nhưng mà còn đầu đi ngược. Đi ngược. Cái này là hàng độc lạ nữa nè. Đi ngược sao? Theo như cái này mà phải có mà cái dàn lồng úp lên cái nữa, người ta tưởng không biết là tài xế chạy ngược. Có để chơi mới lộn rồi đó. Dạ. Đây là cái chỗ đây là lái cái chiều này nha mọi người. Thì cái dàn này là cái bông sới nằm ở chính giữa. Nằm ở chính giữa cái con máy này. Cái bông sới này bề ngang là mấy 2 mét vậy đó chú? 2 mét. 2 mét. Wow, để nằm giữa luôn ta. 2 mét đi. Rồi cái này ví dụ như mình muốn cho ăn sâu cạn là sao ta? Cái đầu ben trước. Chờ chỗ đầu ben này ha. Hay là hai chỗ này nè. Đây là cho mọi người xem, đây là cái bộ ben thi lực ở đây nằm đây. Cặp. Tức có nghĩa là khi mà mình muốn cho nó ăn sâu cạn là mình sẽ đẩy này lên xuống, là nó sẽ nhóm cái này lên xuống theo hay chú? Nhóm lên xuống. Nhóm mấy dàn sới lên xuống theo. Hết chỗ nối luôn rồi. Nó cắt cao khoảng chừng 7 tấc. Không mà cắt 7 tấc. Là qua đập thoải mái. Dạ. Đây mà ở đây mọi người ơi, thì bây giờ là chú này là khẳng định là nó Việt Nam chỉ có một chiếc một, mà chiếc này là mới chế đầu tiên của chú. Có thể là nó cắt ben lên khoảng chừng 7 tấc. Dàn sới cao 7 tấc. Vậy là mình cho cái ben nó ben sới này là cái dàn sới là cao là không bao đắp 7 tấc được ha. Là qua khỏi bờ đập là ok luôn. Dạ. Ben đầu. Ben kiểu này. Ben đầu. Ben quá lợi hại. Ben đầu. Ăn câu là rồi, ben đầu không? Rồi cái này mình đã thử, mình trải nghiệm ra mình sới cho chú. Nếu mà đi ăn vậy là dài bữa tôi thực hành. Mày có từng sới chưa? Có luôn. Có sới rồi ha. Sới rồi luôn. Rất là đạt kết quả cao luôn ha. Cao luôn. Dạ. Rồi hôm nào thì có dịp mà có ra sới nữa thì chú liên hệ tụi con sẽ trải nghiệm thực tế con máy này ngoài đồng cho khán giả xem luôn. Xem luôn. Dạ. Con này quá độc lạ rồi. Sới trước dầm sau không có lần luôn. Này quá độc ơi. Này là giò gà của mấy cày. Dạ đúng rồi. Rồi lấy hộp số mấy cày, giờ lấy giò gà thôi. Còn như là toàn bộ mình chết. Cái này như thế này thì mình không thể nào mình chế hai cầu được. Bị do cái này nó nằm đây rồi, chứ giờ dàn sới nằm giữa mà. Nhẹ mà. Dạ dạ. Chạy rất nhẹ luôn. Hay quá, chế này đúng là hay thiệt chứ. Quá độc. Chạy lẹ lắm. Chạy lẹ rồi tương đương là có thể là hơn cái này. Dạ. Ra đồng được chạy lẹ trước. Thì chiếc máy cá 70 này nó mã lực nó cũng 70 ngựa rồi. Nó mạnh hơn là 60 mà. Đúng là mang về hồi sớm khoảng 2m4. Dạ. Rất nhẹ luôn. Bởi vì hiện giờ mang có 2 mét à. Mà không có ra miếng khói luôn mà. Dạ đúng rồi, bây giờ nó thừa rồi. Nó thừa. Lướt quá lướt. Cái này là hoàn toàn là cốt lắp với chuyện với nhau không à, nhông cá nhông chứ không có chuyện dây Google. Đây là cái bộ điều khiển nằm đây nha mọi người nè. Đây là ga. Còn đây là thắng ấy rồi nè, ga đó. Còn đây là số, đây là cái bộ thi lực, động lực, bộ thi lực. Rồi đây là tay lái thôi, tay lái bằng vô lăng luôn. Rồi quá độc. Thôi video mình xin đến đây kết thúc nha mọi người. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Thì hãy nhớ đón xem cái kênh của mình sẽ phát sóng về cái con máy này sới đất ở ngoài đồng ruộng cho mọi người cùng xem. Đó. Con này rất là độc lạ nha. Cái
cái bông xế là ở phía giữa của cái máy thôi đó, rất là độc.